món đâu Túng? Ý là dông chưa được trước ăn nè, đi. Bó nè. Ăn cho bóng đâu. Xong không mà. Em ra em đưa ông thêm trái bên kia nữa. 5 trái. Ủa vậy mất. Em nhất cũng được 2 trái. Bà bố mới đem cái màu gì vậy hả? Ốc hay ốc? Một hả? Ủa ớt nãy đem mình Úc về ăn nè, dông Việt Nam vậy. À con chụp hình nó ớt nhiều lắm, chỉ cho bà coi là ớt. Chân con lẫm có một miếng à. Nhưng mà chờ phải đem ớt rồi ăn.